Kính thưa các bạn, là phía trước mọi người đây là 20 thùng mì gói mà chị Tưởng gửi cho mình. Ngày mai thì mình sẽ đem xuống dưới Long An, Đồng Tháp để mình mang tới cái xóm Việt Kiều, người Việt sinh sống ở biển Hồ Campuchia. Những ngày đây thì gặp rất nhiều khó khăn để trở về nước. Ở đây thì 20 thùng mì, đây là mì gấu đỏ này. Chị, cái mì này là chị mua loại tốt nhất hả? Cái này cũng ăn được. Tao nói ngon đó, cái chủ bán tao nói chị định mua cái mì kia kìa, mà cái chị bán chị nói cái mì này ngon. Người già ăn tốt, cái cọng mì nó không có chua, nó trắng cọng mì, còn cái loại mì kia cọng nó vàng. Cậu nói vậy, cậu kêu lấy cái này đi, cái này ta đi mua nhiều lắm. Em cũng mới đổi được $2,000 của cô Hệ Dung gửi á, được một cọc tiền lẻ như thế này. Rồi lấy tiền lẻ đó đem ngày mai chung với mì của chị, rồi dầu. Người nhà thì em cho dầu, mà người trẻ thì em cho bánh kẹo. Rồi mỗi gia đình thì em cho khoảng 500 hoặc 1 triệu tùy tùy xuống có thử hoàn cảnh như thế nào. Bây giờ chắc em khiêng lên xe quá. Em khiêng lên xe đây, mai em định đi đâu lận? Ngày mai thì em đi Long An, đi Long An cái xóm Việt Kiều Campuchia á. Sau đó là em đi Đồng Tháp. Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì thiệt ra thì tâm trạng của mình cũng không có vui lắm. Khi mà chiều nay nhận được một cái tin rất là xấu, đó là em Hiếu. Em Hiếu con của chị Phượng mắc bệnh thận á, cháu 15 tuổi vừa mới qua đời. Đây là một cái tin rất là xấu. Chiều nay em nhận được một tin rất là xấu. Đó là bị Hiếu á chị. 15 tuổi bị bệnh thận. Mới mất ạ. Chị mà con của chị mà mẹ rửa chén á, phải không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. 20 ly. Nói không? Nói không? Nói. 20 thùng này chị mua hết bao nhiêu chị? Để liệt vô luôn, còn rộng mà. Bỏ vô luôn. Này quăng vô trong máy xe kia được. Còn vừa. Không vừa. Tháo ra lật cái lại được. Chị kể em cái trường hợp kia thử ấy chị. Cái trường hợp mà chị dự kiến tuần tới chị dọn nhà. Hẻm 41 Hồ Hậu Hớn, quận Nhất. Là một bà cụ thì hiện giờ thì bị té mà gãy cái chân. Bà sao thấy chị thấy cô vậy đó? Mà sao chị biết hả? Cái chị kia chị nói thì chị hỏi kêu cho chị coi hình ảnh đi, thì chị đem qua chị cho coi. Là chân bà già đã co lại rồi, mà bà già hình như bị lét tới đít nữa. Rồi xong cái mà có một người con, một người cháu ngoại là con của người bị tâm thần. Người tâm thần là con của bà già đó. Thì bây giờ là hàng ngày là cái bà chị con của cháu ngoại đi, cháu ngoại là ở đó là chăm sóc cho bà. Thì 9 giờ tối cháu ngoại về Phú Lâm á, thì đảnh đồ mai gia công ở đó, tối về nhà mai và ban ngày xuống chăm bà vậy đó. Rồi nói chung là cuộc sống nó cũng khó khăn, mà chị điện thoại cho bà chị cháu ngoại thì nói là bây giờ là chỉ cầu mong sao có tiền, thứ nhất là cho bà đi khám bệnh, thứ hai là tráng cái nền đó để cho bà nằm để cho khỏi bị nước đó. Chị không biết cái nhà sao mà bị nước. Nếu mà chám lại cái nhà thì em nghĩ chi phí khoảng 2-3 triệu thôi. Cỡ đó thì nếu mà cái phần tiền đó để em lo cho. Thì chắc nhờ chị gấp công giùm em, chị dọn lại cái nhà của bà. Nếu em nói vậy thì thôi chị coi gạch như chị. Dạ. Chị lót gạch. Dạ vậy chị em mình góp ha. Cùng nhau làm đi. Chị tính vậy đó. Dạ. Rồi trước hết là gì? Chị nói dọn dẹp được không? Chị đó chị khóc, chị nói chứ đúng ra cái phần này thì em làm, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn quá cũng lo đi làm không à, không có thời gian để dọn dẹp. Mà hãy dọn cái bà mẹ khùng á, tâm thần á, mẹ quên cứ nói khùng hoài. Cái bà mẹ bà bê về nhà, mà hãy dọn trống bà bê về, để đó thì bà ít bê, mà hãy dọn trống thì bà bê về như vậy đó. Cho nên để vậy đó thì cái chị mới nói vậy, giờ trời dọn trống bà bê gì nữa sao nó. Em mới nói về thời gian gần đây thì em ở đây khắc phục, cũng như ở đây thì chấp canh mẹ không có bê gì nữa. Nói vậy đó, nghe nói cũng tội, hoàn cảnh chị thấy cũng rất là đáng thương. Nói vậy thì chị tính hộ hứng gần đây nào mai chắc chị đi vô đó trước, chị cho một cái cục thuốc trước để đắp cho bà già bị lét nữa.
bằng ngón tay vậy thôi. Đi đến đó. Ngày mai á là tụi em đi xuống Long An, ngày mốt tụi em đi Đồng Tháp, ngày kia tụi em đi An Giang và tụi em ghé cái đám tang của cháu Hiếu, cháu mà vừa mới mất hôm nay nè. Hồi chiều nay em đang đi làm thì em nhận được điện thoại mẹ của Hiếu rồi, em thấy mình biết tin xấu rồi. Nhưng mà mình cảm giác nghe trong điện thoại mẹ cháu khóc ngất rồi coi như vừa nói chuyện điện thoại em sau đó ngất xỉu á, em nghe cái tiếng bập 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 là biết điện thoại rồi văng ra đâu rồi. Chị tính vậy đó mà. Dạ. Thì nghe... chắc sáng tuần hả chị? Đầu tuần cái chị em mình chạy ghé qua nhà thăm nhà bà cụ. Vậy đi, nếu em nói hồi đó rồi thôi chị mua mấy thùng gạch để nhờ ô nó lót luôn. Dạ. Cho bà. Vậy thì ngày mai em nhờ chị đi khảo sát giùm em trước đi, hôm nào sửa nha. Cùng nhưng mà sửa phải xin phường để cái phường này để em đi xin cho, không sao đâu. Dạ. Không, mình đâu có sửa gì đâu, mình chỉ tráng ở dưới thôi, nó gạch chứ mình đâu có tháo nhà. À dạ vậy. Mình đâu có gỡ ra đâu. Dạ. Mà cái nhà là cái cầu thang là cũng sắp sập rồi. Đó, bây giờ cái đó thì thôi mình cầu mong Mạnh Thường Quân gần xa có lòng hảo tâm thì cho bà một chút ít thì đi trị bệnh trước cho bà đi, nếu còn tiền nữa thì mới nói tới sửa chị cho em xin lại cái địa chỉ của bà, số bao nhiêu để mọi người nếu mà xem clip này mọi người tới thăm bà mọi người biết. Chị biết là số 41 Hồ Hảo Hớn, quận Nhất, mà vô đó hỏi nhà bà Năm. Cứ tới số 41 Hồ Hảo Hớn, quận Nhất hỏi nhà bà Năm là mọi người biết đúng không? Bà Năm sống một mình. Một mình với một người con bị tâm thần. À dạ dạ. Vậy thì thứ hai đi ha chị em mình ghé. Dạ. Lắm rồi, nếu mà nói chuyện với chú thì đây cô chú ở bên quận 8 đúng không ạ? Cô chú có giới thiệu mình cái hoàn cảnh này. Để mình coi thử trước clip đi. Ồ. Bà lão đang nằm một mình hả? Có. Mày nhìn từ từ nè. Cái bà này là bệnh tùm lum bệnh nè. Dạ. Còn cái bà bên kia chút xíu qua bên kia đó. Nhà ở ba bà. Bốn mấy người. Có 5 người. 5 người ở chỗ nhưng nhà. Nhưng mà một đứa con thì đi làm, nó nuôi hết bốn người già. Một người 75 tuổi, người 70 tuổi, người 60 mấy tuổi, hai người 60 mấy tuổi. Mà cái nhà có 12 mét vuông à. Mà được có cái họ để ba cái lầu. Mà lầu dán đó biết không? Dạ. Bây giờ con nói cái cầu thang ghê lắm để chú chỉ. Để từ ồ, đây thêm một bà già nữa. Bà này bà đuôi nè. Bà này bị mù. Dạ. Mù hết rồi. Rồi chút xíu nó tới cầu thang này. Nhà ổng đó. Bị là 75 tuổi đó. Dạ. Nhà chú đó. Chú xem clip rồi chú biết số chị tưởng rồi chú tới hả? Cái gì? Chờ cái nào tao không coi mày. Này cầu thang này nè. Cái tưởng này cầu thang tưởng. Dạ, nó xuống rồi đi luôn đó nha. Dạ. Nó bị sập không? Muốn sập không? À, nó không phải mình đó. Nó mấy chục năm rồi. Dạ. Rồi cho con xin cái địa chỉ đầu tuần con ghé, tại vì ngày mai con đi miền Tây mấy ngày rồi. Cho con xin địa chỉ với số điện thoại luôn. Chú đập cho con ở đây luôn. Thôi chừng nào không nó qua kêu cái chạy mà dẫn qua. Nhưng mà đủ tưởng nó đi. Đủ chị tưởng đi dọn nhà dũng sĩ giật giật dáng nè. Tại vì nhà cô á thì thích tưởng. Ghiền lắm nha con hoài vậy. Người muốn tại nó con qua bệnh rủ tưởng đi. Dạ. Vậy thì cho con xin số của chú. Điên đó là không có. Dạ có chứ con qua con chở chị tưởng đi luôn. À nói dạ. Gì đây số điện thoại đây. Đây là cái mấy cái người cư dân của người ta ở bệnh á. Số nhà số điện thoại của chú thì chưa có. Dạ địa chỉ là 22 khó kiếm lắm, để tôi chỉ mà vô được có đường nhỏ xíu à. Dạ 209/38/19 đường Âu Dương Lân, phường 3 quận 8. Gia đình rất là nhiều người, người 75 tuổi, người bị 71 tuổi, bệnh tim, bệnh khớp, bao tử. Một người bị khớp, bị mắt mờ, 70 tuổi. Một người bị mù, một người 40 tuổi. 40 tuổi thì anh này chắc có cùng đi làm rồi. Dạ. Ông đó đi làm, ông nuôi 40 già. Trời ơi. Mà có đứa con nữa. Mà ví dụ như lâu lâu á, chừng đáng có lạnh tiền lương á, nó cho mới luôn ông già. Lấy số điện thoại rồi, có giết không? Dạ. Kính thưa cả nhà, đây là toàn bộ những cái món quà mà trong 3 ngày tới thì mình sẽ đi trao cho những cái hoàn cảnh khó khăn ngay tại tỉnh Long An, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang. Thì đây là những cái hộp dầu Mỹ nè mọi người, từ cô Hệ Dung bên Mỹ gửi về. Và bên trong này thì có rất là nhiều bánh cho các em nhỏ. Bánh này cũng bên Mỹ gửi về nè. Và ở đây thì những cái thùng mì gói. Thì dự kiến thì tụi mình sẽ ghé thăm những trường hợp như là sớm Việt Kiều ở gốc Campuchia ở về Việt Nam định cư, họ đang rơi vào những cái vòng xoáy rất khó khăn, và tụi mình sẽ ghé thăm một vài hoàn cảnh ở Đồng Tháp. Và đặc biệt thì chắc có lẽ mọi người sẽ biết đến những hoàn cảnh như là cô C, chị đẹp
ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Trường hợp mà người mẹ nuôi con mà bị bệnh tâm thần, cô gái không mặc quần áo á mọi người. Rồi tụi mình sẽ ghé thăm chú Bình bị thoái hóa não. Chú thì bây giờ thì như một đứa trẻ bị xích chân và bay bò loanh quanh một cái cột á. Rồi tụi mình còn ghé thăm nhà anh em người rắn, nhà cháu Túng và rất nhiều hoàn cảnh khác. Và đặc biệt thì tụi mình sẽ ghé thăm nhà cô Năm Hồng, cái cô mà bị gãy cái tay mà đi xin ăn á. Tụi mình sẽ xây lại căn nhà mới cho cô Năm Hồng mọi người. Rất nhiều hoàn cảnh mà tụi mình sẽ cố gắng trong ngày mai. Ngày mai tụi mình sẽ đi trao, làm sao mà trong vòng 3 ngày tụi mình sẽ thăm tất cả các hoàn cảnh. Thời gian thì rất hạn hẹp nhưng mà tụi mình sẽ cực kỳ cố gắng nha mọi người. Và đây là những món quà. Cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm đến mình và mọi người trong thời gian qua. Và mình sẽ hứa sẽ trao tận tay những cái món quà của các mạnh thường quân đến những hoàn cảnh khó khăn. Và đây là một cái chuyến đi dài ngày của tụi mình, gồm mình, bạn Châu Đại Dương và anh Dập Đường Gió Bụi Lê Nguyễn ạ. Và cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành.